Chào tất cả các chị em. Phương Lê nghĩ là tất cả các chị em của mình là phụ nữ thì ai cũng mong muốn mình có được một cái làn da trắng sáng cũng như căng mịn đúng không? Nhưng mà không phải ai muốn rồi mình cũng được như vậy hết. Rất là nhiều bây giờ rất là nhiều mỹ phẩm ở trên thị trường và cũng có rất là nhiều mỹ phẩm làm cho chị em của mình đau đầu và khổ sở đúng không? Thì ngày hôm nay Phương Lê sẽ chia sẻ đến với tất cả các chị em một cái bộ mỹ phẩm giúp cho cái làn da của mình trắng hồng, trắng mịn và trắng an toàn nhé. Và cái Phương Lê và đảm bảo 100% sau khi các bạn sử dụng, chị em mình sử dụng rồi là sẽ mê giống như Phương Lê hiện bây giờ. Thì 3 năm qua Phương Lê đã sử dụng rồi và bây giờ cái làn da của Phương Lê thì mỗi ngày Phương Lê được cải thiện, mỗi ngày Phương Lê thấy làn da của mình đẹp lên từng ngày và bây giờ nó đã lột xác rồi. Nó sẽ giúp, hồi xưa da của Phương Lê thâm là sạm này, nhăn nheo, sau khi mình đẻ ba đứa em bé và mình đã tăng 90 kg thì cái làn da của mình rất là khủng khiếp. Thì 3 năm qua cho Nami, một cái thương hiệu mà Phương Lê chuẩn bị giới thiệu cho tất cả các chị em mình đây, nó đã giúp cho Phương Lê phục hồi cái làn da của Phương Lê và tái tạo lại một cái làn da mới, coi như là một cái diện mạo, cái áo mới cho làn da của mình. Và bây giờ cái làn da của mình đang trắng và hồng, bây giờ mình rất là yêu làn da của mình. Thì nó nhờ cái bộ sản phẩm mà đây Phương Lê chuẩn bị giới thiệu với mọi người đây, đó là một cái bộ sản phẩm đến từ Nhật Bản, nó có thương hiệu tên là Chonami, đến từ Nhật Bản. Và dòng này là dòng trắng sáng nha. Mọi người muốn trắng sáng thì mọi người hãy sử dụng dòng trắng sáng của thương hiệu Chonami đi, sẽ có được cái làn da giống như làn da Phương Lê bây giờ và có thể đẹp hơn nữa đó. Thì Chonami là một cái thương hiệu Nhật Bản và dòng này là dòng trắng sáng, dòng đã giúp cho Phương Lê có được một làn da trắng sáng và an toàn như vậy. Thì trong cái dòng này thì nó có bao gồm sữa rửa mặt, nó giúp cho cái da mình sau khi mình rửa là nó sạch lắm, nó sạch sâu bên trong và nó sẽ giúp cho cái làn da của mình trắng sáng lên ngay bật tông ngay sau khi mình rửa mặt. Đó là cái điều mà Phương Lê thích về sữa rửa mặt cho Nam Bi. Tiếp theo đây là cái nước thần, cái nước toner thì nó giúp cho cái làn da của mình, nó sau khi mình rửa mặt rồi mình sẽ dùng một ít nước thần như thế này nè, mình đổ rõ lên cái lòng bàn tay của mình ha, hoặc là mình có thể đổ lên cái mông mình vỗ như thế này thì nó sẽ giúp cho da của mình se khít lỗ chân lông. Đầu tiên là se khít lỗ chân lông, tiếp đó là giúp cho da của mình trắng sáng lên. Điều thứ ba là nó sẽ giúp cho da của mình cân bằng độ ẩm, cho cái làn da của mình độ ẩm mà mình da mình cần đó. Da mình thiếu ẩm là không được nha mọi người, phải có độ ẩm vừa đủ. Thì đây là nó cân bằng độ ẩm cho làn da của mình và nó giúp cho cái bước sau cùng của tiếp theo của mỹ phẩm nó sẽ thẩm thấu hơn. Tiếp theo đó thì đây là serum. Serum là một cái loại nó sẽ tái tạo collagen, nó sẽ giúp cho mình phục hồi, tái tạo collagen, sản sinh thêm collagen, sản sinh thêm nhiều collagen. Thì lúc đó là cái làn da của mình nó đủ collagen thì nó mới được tươi trẻ, nó mới được trắng và nó mới được hồng hào. Còn mình thiếu collagen là mình sẽ bị thâm, bị sạm, bị nám, coi như là mình bị lão hóa. Thiếu collagen là da mình bị lão hóa, mà mọi người hay gọi chung là da tôi đang bị lão hóa rồi, đó là thiếu collagen đó. Thì đây là cái serum nó tái tạo collagen, nó giúp cho da của mình sản sinh thêm collagen và nó giúp cho cái làn da của mình căng bóng mịn và hồng hào, trắng một cách hồng hào, giúp cho da của mình lúc nào nhìn nó cũng khỏe mạnh như thế này, nhìn nó cũng khỏe mạnh và nó đều màu đó mọi người. Nhìn mọi người thấy không, nó đều màu, nó không phải là chỗ đen chỗ trắng đó. Đó là sau khi mình được tái tạo, mình được sản sinh collagen đầy đủ thì da mình khắc nó sẽ trẻ thôi, nó giúp cho da mình trẻ trung lắm. Sau khi mình dưỡng serum xong rồi mình phải dưỡng kem dưỡng, mình thoa lên. Tại vì serum, mọi người hỏi là serum có thể thay thế kem dưỡng được hay không, thì Phương Lê nói không, serum là nó tái tạo collagen, nó sản sinh thêm collagen, còn kem dưỡng thì nó sẽ giúp cho tái tạo cái làn da bên ngoài của mình, cái làn da đen của mình bên ngoài này, làn da sạm, làn da thâm của mình bên ngoài đó, thì nó sẽ tái tạo cái phần bên ngoài cho mình. Nói chung là mỗi một cái nó có một cái nhiệm vụ khác nhau, nên sau khi sử dụng serum rồi phải thoa kem dưỡng ban ngày, thì thoa kem dưỡng ban ngày ha. Nó có thành phần chống nắng nhẹ trong đây đó cả nhà. Còn ban đêm thì sau khi thoa cũng làm những bước như vậy, và mình thoa kem dưỡng ban đêm nó sẽ giúp cho da của mình ẩm nhiều hơn và nó sẽ giúp cho da của mình căng bóng mịn đó. Một tuần thì mình có thể đắp mặt nạ từ 3 cho đến 5 lần để nó hỗ trợ, nó giúp cho da của mình hoàn hảo hơn. Và mặt nạ này sau khi một chị em đắp rồi, Phương Lê nghĩ là chị em sẽ mê còn hơn là Phương Lê nữa đó. Thì đây là bộ mỹ phẩm trắng sáng, an toàn và hoàn hảo. Thì Phương Lê hy vọng là tất cả các chị em của mình phải lựa chọn bộ này giống như Phương Lê nhé, để nuôi dưỡng cho mình có được cái làn da hoàn hảo như vậy nè. Phương Lê thật sự rất là tin tưởng bộ trắng sáng